đi ăn trưa ở Ubud. Quán này chuyên bán vịt đen. Vịt tên là Bebek Dengi. Bây giờ Phượng ăn trưa ở nhà hàng Bebek Dengin Taxi Duck Dinner đó. Bây giờ mình sẽ order món truyền thống của nhà hàng. Nhà này là có từ năm 1990 rồi. Thì đây là món truyền thống bao từ đó giờ luôn. Đây là món vịt chiên. Đây là mình có hỏi lại phục vụ rồi, chỉ là chỉ có nửa con nên mình order luôn. Tại vì ăn là một phần một người. Đây là nửa con vịt chiên. Một phần này là được biến tấu hơn một chút nữa, là làm là nướng với lại ớt xanh. Thank you. Cái này cũng là nửa con, phần cánh phần đùi nửa con, chiên hấp dẫn quá, thơm quá trời luôn. Một phần ở đây khoảng 100 mấy chục ngàn, giá ok, cảnh thì đẹp. Đây là gọi là ở Ubud thì bất cứ nơi nào cũng là cánh đồng ruộng lúa. Đây là điều đặc biệt ở Ubud là như vậy. Bây giờ Phượng ăn nha. Chưa. Chắc chai nha. Không có chai. Ngon thấm lắm. Dịch thì mềm ơi là mềm. Xuất sắc. Không uổng công lặn lội một tiếng đồng hồ đến Ubud để ăn trưa. Món này thì giòn hơn. Wow. Nóng quá nhưng mà ngon nha. Thơm quá trời thơm. Thơm mùi bơ nha, là chắc chiên bơ á. Ây da da da. Nóng nóng nóng. Này có thể so sánh với món cơm gà xôi mỡ ở Việt Nam. Thịt mềm lắm mà thơm nữa, xuất sắc. Da vịt rất là mỏng nha, không có nhiều, ít mỡ lắm. Sơ sơ bì nước chấm mỡ Indo. Này ớt đỏ xay, ớt xanh xay dầm. Đây là món hồi nãy mình chấm cho mình biết. Đây là món ớt và dầu dừa. Cái nước trắng trắng đó là dầu dừa với ớt. Cho nên mình chấm vô thấy hơi kỳ kỳ. Ở đây thì là
hành với ớt như bình thường. Mà này là dầu gì? Dầu gì ở lũ? Không biết luôn. Dầu ăn. Dầu ăn hả? Nó cho mình thêm miếng rau củ. Rau củ để ăn đỡ ngán. Mình có là thêm tương ớt để ăn. Món 130 ha, món 130. Hai trái dừa 70 ngàn. Total là